bạn đang thấy rằng đa phần content của bạn là kiếm chất lượng, và từ đó website của bạn cũng kiếm chất lượng theo luôn, và từ đó mà AnnPanda nó hình thành, nó kìm hãm tổng thể cái sự ranking lên top của bạn, là không nghĩa là bạn không lên được, nhưng mà cái việc mà bạn lên top nó lâu hơn, đôi khi nó tốn thời gian, nguồn lực, công sức, nó sẽ stress lên với bạn hơn, và đôi khi bạn tốn được cả tài nguyên để bạn mang cái linh nhà này áo vô nữa để bạn mới có thể lên được. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho bên phía bạn là ba cái sai lầm mình thường hay gặp bởi khi mà bạn triển khai về mặt SEO, thì mình phân tích đâu đó hàng trăm về mặt website, mình gặp rất là nhiều người rồi. Thì đầu tiên là việc bạn public quá là nhiều bài viết cùng một lúc. Thì cái này nó xảy ra như thế nào? Đầu tiên là mình thấy ví dụ như cái agency của mình nó cũng hay gặp nữa. Ví dụ như là bạn có một dự án đi, hàng dự án SEO, và bây giờ nói rằng là bạn có mục tiêu target rằng là mình cần đạt được khoảng 10.000 traffic, và khi mà bạn làm cái kế hoạch 10.000 traffic như vậy á, thì bây giờ bạn sẽ thấy rằng là mình cần phải public khoảng đâu đó là 40 bài viết thì mình sẽ bắt đầu đạt được khoảng 10.000 traffic này. Vậy là bạn sẽ bắt đầu lại dùng đúc luôn là ok, triển khai 40 bài viết này cho team content triển khai, và sau đó rồi sao bạn bắt đầu phân tích coi review lại coi là rằng là content này chất lượng chưa, và ok nó content chất lượng quá đáng rồi, bây giờ mình bắt đầu tu on bay thôi. Và khi bạn tu on bay á, bạn tu hàng loạt và sau đó bạn public bạn nghĩ rằng nó là 3 tháng sau á là traffic nó sẽ dựng đứng lên như vậy luôn. Nhưng mà sau 3 tháng bạn thấy traffic nó trả lên một chút nào cả, hoặc là tự nhiên bạn thấy là má sao tự nhiên nó lên được có khoảng 1.000 traffic, mà đôi khi lên có 500 traffic thật kỳ lạ, ta mình research đó 10.000 mà chắc là mình tu ở bài nó chưa kỹ, hoặc là mình chưa tu chỉ chưa lên kỹ, đó là bắt đầu review là bắt đầu audit, bắt đầu review nó kỹ hơn nữa, càng lúc càng kỹ, nhưng mà bạn thấy rằng cái tiến độ nó vẫn rất là chậm. Cái là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai là sao, là bạn thấy rằng là ok, mình có một plan kế hoạch từ khóa như thế này, bắt đầu viết bài, và đôi khi rằng là bạn thấy rằng là ok, mình public hàng loạt luôn 20-30 bài viết liên tục tuần này qua tuần nọ, và nó cũng gặp tình trạng tương tự là như vậy. Thì bạn đã gặp đúng cái sai lầm đầu tiên như mình nói, bạn public quá nhiều bài viết cùng một lúc. Đây là trường hợp mà bạn xảy ra đối với lại một website nó mới, hoặc là website nó chưa có độ uy tín nó quá là cao, hoặc là website nó đang bị phạt và bạn còn lại làm điều đó nữa. Hoặc trường hợp thứ tư là bạn vẫn làm được, trừ khi nào bạn là advanced SEO. Thì nếu mà bạn public hàng loạt, bạn tu bắt lên hàng loạt như vậy thì mình không nói bạn gặp trường hợp đầu tiên, bởi vì rằng là bạn advanced SEO rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu tại sao là cái đó là một sai lầm lớn nhất. Đầu tiên bạn phải tìm hiểu về mặt Google Panda. Cái thằng Panda, cái thuật toán ra khoảng năm 2012 thì bây giờ cái thuật toán nó muốn nói gì? Nó có một cái dòng như thế này, nó sẽ đánh giá tổng quan toàn bộ các cái gọi là chất lượng content trên website của bạn. Và nếu như nó thấy rằng nó là cái website của bạn nó chất lượng content tổng quan nó không có được tốt thì đôi khi một số bài viết của bạn nó cực kỳ chất lượng, chất lượng vãi chưởng, bạn dùng bao nhiêu tâm huyết xương máu vô thì thằng Google một khi nó lại cho bên phía bạn nó rằng gắn một cái mác là website này content thường nó không chất lượng, ở website này nó không phải là website cung cấp content chất lượng quá nhiều thì cái bài viết của bạn nó cũng bị kìm hãm. Không có nghĩa rằng là nó không lên top được, nhưng mà nó sẽ bị kìm hãm bởi vì bạn đang phạt, nó là cái án phạt tổng thể cho một website. Bên agency mà mình đã test, mình test hàng trăm dự án đó, thì thường cái mật độ nó rơi vào khoảng đâu đó là gần 30%, tầm 20-30%. Ý là nó muốn nói là như thế nào, nếu như cái số lượng content chất lượng của bạn á mà nó thấp hơn 30% số lượng bài viết của bạn triển khai trên website á, thì bây giờ Panda thấy rằng đa phần content của bạn là kiếm chất lượng, và từ đó website của bạn cũng kiếm chất lượng theo luôn, và từ đó mà AnnPanda nó hình thành, nó kìm hãm tổng thể cái sự ranking lên top của bạn, là không nghĩa là bạn không lên được, nhưng mà cái việc mà bạn lên top nó lâu hơn, đôi khi nó tốn thời gian, nguồn lực, công sức, nó sẽ stress lên với bạn hơn, và đôi khi bạn tốn được cả tài nguyên để bạn mang cái linh nhà này áo vô nữa để bạn mới có thể lên được. Google đánh giá còn cái chất lượng như thế nào? Bạn thân đặt câu hỏi như vậy coi, làm sao để Google biết bài viết đó có chất lượng hay không? Tất nhiên rằng ngoài việc bài viết của các bạn dùng hình ảnh tốt, viết expert rồi gì nhà nọ, nhưng mà một trong những yếu tố nó đánh giá chủ đạo luôn á là bài viết đó chất lượng không á, là người dùng có đọc bài viết đó nhiều không, có người dùng đọc bài viết đó không, tham quan sai nó có cao không, đã khá là tín hiệu về mặt người dùng. Và bạn cứ nghĩ như thế này nè, website của bạn á nó có 20 bài viết đầu tiên thôi, và bây giờ bạn lên một kế hoạch đó là đâu đó là 70 bài viết để bạn triển khai về mặt kế hoạch, về mặt traffic á, bây giờ bạn public, bạn tu hàng loạt, bạn đã bạc như vậy luôn,
Nhưng mà bạn phải biết rằng á, là những cái bài viết á, nó tốn thời gian đâu đó từ 2 đến 3 tháng để nó bắt đầu rank top được. Đó là một cái study mà có sản phẩm đã thực hiện về điều này. Nó mất khoảng 3 tháng để Google mới hiểu được và đánh giá và ranking top cho một cái nội dung bài viết ở một cái gọi là địa điểm mà gọi là tốt nhất được. Đó là trong trường hợp website của bạn nó chưa có trust quá là nhiều. Thì bây giờ bạn có biết hàng loạt 70 bài viết như vậy, trong khi đó bạn có 20 bài viết hiện tại thôi. Đôi khi 20 bài viết đó, đó cho chỉ có 5 bài viết bạn lên top và bắt đầu nó traffic thôi. Bạn lên hàng loạt 70 bài viết vậy thì sao? Làm sao Google nó có thể ranking được hàng loạt 70 bài viết như vậy được? Và bây giờ bởi vì số lượng bài viết nó nhiều hơn, mà lúc này website của bạn chưa có độ trust, và lúc này, bởi vì nó không có độ trust ấy, thì cái rau của chat ngưng sắp cào của con bọ Google, con bot Google á, nó thấp lại, nó không cào được hết, thậm chí nó không ranking được quá là nhanh được. Và cũng bởi vì như đây á, là bạn chưa có thể được cái tín hiệu của người dùng. Mà khi mà tín hiệu người dùng nó chưa có được nhiều, Google nó sẽ nhìn tổng quan, hàng ngày có 90 bài viết nhưng mà trong đó thì có 5 bài viết là nó có traffic thôi và nó có theo website tốt thôi, còn lại 85 bài bạn lại còn lại thì tao chả thấy người dùng vô coi, khả năng cao của website này á kém chất lượng. Và thế là bạn bị kìm hãm. Nên cách giải quyết trong trường hợp này nó đơn giản như này, đó là phương pháp brief feed. Thì brief feed là một phương pháp, nó là một cái thuật ngữ mà gọi là nhỏ giọt đó. Có nghĩa là bây giờ thay vì bạn có 70 bài đó, bạn dồn và tu trong 2 đến 3 tuần thì thôi á, tốt nhất á là bạn hãy kéo dài nó qua hàng tuần. Ví dụ như 70 bài đó thay vì bạn dồn và tu 2 tuần, bạn public tu hàng 2 tuần liên tục á, thì bây giờ 70 bài đó bạn chia trong vòng đó là 10 tuần. Mỗi bài 7 bài, mỗi tuần 7 bài viết. Đôi khi á 70 bài đó bạn chia trong vòng 15 20 tuần nó càng tốt. Một tuần đó bạn đặt target là 3 bài thôi. Bạn đăng tải và tu cho thật kỹ. Thì lúc này á bỏ Google nó vô cập nhật. Nó được, và tất nhiên là Google nó cũng sẽ tính đến những cái điểm mà khá là website này có public bài viết thường xuyên, bài viết này nó tu nội dung rõ ràng, chất lượng cả những bài viết này đều có được chia sẻ trên các cái Facebook group gì nó nên có tín hiệu người dùng vô đọc cả. Nên á cái việc 70 bài bạn chia gọi là nhỏ giọt từng tuần như vậy nó hiệu quả hơn rất là nhiều, thay vì là bạn dùng một cục lạc và nó khả năng cao là bị ám khảm của bạn đạt. Sai lầm thứ hai mà thường hay gặp đó là về mặt intent, không thể nào gọi là tiếng Anh nó gọi là fulfill search intent, không thỏa mãn được search intent. Thì cái này á mình nghĩ rằng là nhiều bạn cũng nghe qua rồi, nhưng mà hãy ở lại với mình để hướng dẫn cho bạn gọi là 2-3 cấp độ từ beginner cho đến nâng cao mà bạn thường sai phải gọi là về mặt search intent này. Bây giờ thì hãy vô cái bậc beginner trước. Thường á là người ta thường sai ở search intent ở cấp độ cơ bản là cái gì? Thì mình ví dụ bây giờ sẽ như bạn SEO mà bạn biết là thiết kế nội thất chung cư 65m². Bây giờ khi mà bạn vô bạn coi bạn search từ khóa trên Google và thấy rằng là nó còn cả đống hình ảnh luôn. Hình ảnh nó rank top đầu tiên, sau đó mới được những bài viết blogspot. Bạn click vô thì bạn thấy rằng là bài viết nào nó cũng để ok, nội thất chung cư 65m², hình ảnh gọi là chi tiết, cố gắng logo, watermark vô, hình ảnh ở đây đôi khi là unit đối với lại gọi là cái công ty đó thiết kế luôn. Và lúc này đôi khi bạn hiểu rằng là nội dung bài viết đang ở viết ở đây là về dạng hình ảnh, gọi là visual intent. Và nếu bây giờ content bạn có biết hay tới mức độ nào đi chăng nữa về mặt thiết kế nội thất chung cư 65m², nhưng bạn không bỏ hình ảnh vô, hoặc là bạn bỏ quá ít, mấy hàng top đầu bỏ 50 hình ảnh vô trong một bài mà bạn bỏ 10 hình ảnh thôi á, đôi khi 10 hình ảnh đó bạn chụp chi tiết, bạn làm cực kỳ đẹp đẽ luôn, design kiểu ABC vậy nọ, thì bạn không lên top được, bởi vì là không thỏa mãn được cái search intent về cái phần này. Tức là như vậy, khi mà bạn search đó là về nó mà ra ranking top là về video á, thì nội dung bài viết của bạn phải có video. Đôi khi rằng là bạn có nội dung text trong đó nhưng nó phải có in video, bởi vì lúc này nó là video intent. Thì bạn có thể coi về mặt chín cái loại intent mà thường phổ biến nhất trong search, bạn có để link bài viết ở cái phần YouTube mô tả, bạn hãy click vô đó. Cái bậc đầu tiên nghĩ rằng là nhiều bạn ok là vượt qua được cấp bậc này rồi. Bây giờ cấp bậc thứ hai, cấp bậc gọi là trung cấp, thì bây giờ là giả sử như bạn SEO ở một cái trang thương mại điện tử, bây giờ từ khóa của bạn á là về máy in hóa đơn điện chẳng hạn, thì bây giờ là bạn vô một website, bạn Hà Nội Computer, bạn Viết Nguyễn, rồi bạn thấy Phúc Anh, bạn thấy Big Ba.vn, ví dụ mình lấy một cái trang này, thì bạn thấy bây giờ cái trang danh mục sản phẩm này nè, bạn kéo xuống dưới, bạn thấy rằng là nó sẽ có những tính năng sau đây. Thứ nhất là theo giá, thứ hai là theo hãng, thấy không, lúc CDN thì nó sẽ ra CDN nè, rồi lọc theo khổ giấy, lọc theo độ phân giải, cắt giấy tự động, cổng kết nối theo tốc độ in, lọc theo khoảng giá, ví dụ như vậy nè. Thì bạn hãy biết rằng thỏa mãn search intent ở đây có nghĩa là gì?
Bởi vì người dùng á, khi mà làm ý là khi mà người dùng á, review về mặt tìm kiếm về mặt máy in hóa đơn đi, thì họ sẽ muốn làm một danh mục, và bây giờ đó họ có quá là nhiều sự lựa chọn, thì một trong những cái đó để họ narrow down, họ giới hạn cái sự lựa chọn là để tìm đúng nhu cầu của mình đó, đó là thông qua bộ lọc. Và nếu bây giờ bộ lọc của bạn nó không có đủ thông minh hoặc là nó không có đủ giỏi như so với lại các đối thủ hay là như lúc mà người dùng mong muốn người dùng tìm kiếm á, thì bạn cũng không rank top được luôn. Thì ở cấp độ trung cấp thứ hai á, là bạn cần phải biết rằng là cái tính năng ở trong cái loại bay đó, khi mà bạn rank top ở cái bộ từ khóa đó, nó yêu cầu cái gì. Như ở đây á, bạn thấy rằng là nó yêu cầu ở đây là về bộ lọc, và bộ lọc nó có những cái tính năng như thế này, thì bạn phải mô phỏng làm sao cho về mặt front end và lại cái mặt back end của website á, nó là thỏa mãn về mặt người dùng ở đây. Tương tự như vậy, khi mà mình search iPad 4e đấy, lúc này bạn thấy bấm vô cái thế giới đọc, và đây bạn thấy rằng là một trong những intent nó là gì, các bạn có ví dụ như thông số kỹ thuật thì chẳng hạn, rồi nó có những tính năng option, rồi nó có cái hình ảnh màu sắc, và ở dưới đây nó là gì, ở dưới đây á là về mặt so sánh các cái sản phẩm cùng cái dạng đó, hoặc là so sánh cùng cái dạng iPad, hoặc là cũng cùng là tablet như nhau á, thì bạn sẽ phải cần có những cái tính năng này nếu như bạn muốn rank top cao ở trong Google những từ khóa này, và thậm chí đôi khi đây là tiêu chí tối thiểu để bạn có thể rank top được luôn. Thì đó là mức độ trung cấp thứ hai. Bạn cần phải phân tích được rằng là tính năng của nội dung bài viết đó, của cái loại bay của bạn đang SEO, của loại URL của bạn đang SEO nó yêu cầu gì để thỏa mãn search intent. Và bây giờ dạng thứ ba là dạng loại advanced, có nghĩa là website đó của bạn cần có những yếu tố gì để khi mà người dùng tìm kiếm từ khóa của bạn trên Google, người ta có thể thỏa mãn được cái mục đích họ tìm kiếm. Họ thấy rằng là thông tin của bạn cung cấp là nó có uy tín. Họ thấy rằng là tài năng, năng lực của website, tức là của cái công ty của bạn. Bây giờ mình ví dụ quay trở lại đi, từ khóa thiết kế nội thất chung cư. Thì ở trong từ khóa thiết kế nội thất chung cư này, nếu mà bạn gõ vô, bây giờ bạn sẽ thấy mình bấm click vô một cái website bất kỳ, ví dụ nội thất mặt hệ Nano Design, và thấy một cái chỗ như thế này. Ở trong website là có một đặc điểm chung á, đó là dự án dễ thiết kế nội thất và dự án thi công nội thất. Ví dụ như mình bấm vô dự án thiết kế nội thất đi chẳng hạn, và mình bấm vô đây mà thấy là dự án tiêu biểu đi, như ở đây mình bấm vô dự án chung cư đi, thì mình thấy rằng á là có những bài viết nội dung, và đây nó không có nhằm mục tiêu gọi là rank top trên Google, và những bài viết này nó không nhằm mục tiêu đó, đôi khi nó không có rank top bất kể một từ khóa nào trong đây, nhưng mà người dùng người ta vẫn vô đọc ở trong đây, bởi vì rằng là người dùng cần biết coi mẫu dự án thực tế, nếu như bên phía họ thuê bạn để làm thiết kế nội thất chung cư với phong cách họ muốn thì họ cần phải coi rằng là các khách hàng của bạn từng làm cái gì, hình ảnh design của hình chụp của từng cái căn phòng đó. Nhưng mà thấy đây nó có hình ảnh về cái nội thất chung cư đó của cái công ty Nano này là, mà nó có thậm chí có logo watermark nữa cơ. Ở đây thì sao, thậm chí ở đây bởi vì nội thất mặt hệ chấm vn nó chia ra quá là nhiều, thứ nhất là tên dự án, là thứ hai nữa là loại dự án là chung cư, biệt thự, nhà phố, phòng khách và phòng ngủ á, thì mình thấy khi mà click vô nó sẽ có các cái dự án là như thế này. Có nghĩa là ở đây á, bạn sẽ cần phải có những nội dung bài viết như vậy, bạn cần phải có những cái nội dung bài viết để làm sao họ mà search intent khi mà người dùng vô tìm kiếm thiết kế ở chung cư á, họ đọc nội dung, họ đọc các hình ảnh của bạn, họ tí họ coi trên website của bạn á, họ thấy rằng đây là những yếu tố uy tín, đây là những yếu tố mà giúp cho họ thỏa mãn được coi là đây là một trong những cái agency về mặt thiết kế của hết chung cư mà tôi sẽ muốn chọn làm vendor, và họ có thể bắt đầu bỏ trong list của họ để họ contact cho bên phía của bạn. Thứ nhất á, nó giúp cho bạn tăng tỷ lệ tìm đổi, và thứ hai Google nó cũng hiểu về những điều này thông qua cái Google AI của nó, rồi machine learning cái kiểu gì nó, thì bạn cần phải thỏa mãn được. Mình ví dụ cho bạn bên bạn vậy thôi. Cái bậc thứ ba ở đây á, trình độ nâng cao là không chỉ giới hạn ở cái loại bay đó, không chỉ giới hạn là nội dung nó cần phải đề cập cái gì, có những tính năng gì, mà bạn cần phải coi là cái website trong lĩnh vực thị trường của bạn á thường có những đặc điểm chung gì, thường á cần phải có những nội dung nào, những cái loại bay nào để nó có thể thỏa mãn một người dùng khi mà vô website họ có đầy đủ những thông tin họ cần. Thì đó sẽ là thứ hai mà mình thường thấy nhiều bạn gặp phải, đó là không thỏa mãn được search intent. Rồi bây giờ vô gọi là sai lầm thứ ba là content của bạn không cung cấp đủ hoặc là đúng về các gọi là fact. Thì fact là sự thật, thì ở đây đó
nó sẽ gặp rất là nhiều ở trong trường hợp bạn làm một website gọi là về mặt do đi do lại, những website về mặt sức khỏe, về mặt tài chính. Thì ở đây á, bạn cần phải biết được rằng là phát ở đây là sao. Bạn đôi khi có những nội dung á, bạn được cho phép copy, bởi vì là sao, ví dụ như bạn viết về bệnh lý thì chẳng hạn, bạn không thể bịa đặt ra được, bạn không thể bịa đặt một cái triệu chứng nó ra được, bởi vì rằng là Google nó biết được rằng đâu á là triệu chứng thực sự của cái loại bệnh mà bạn đang viết. Ví dụ như á, bạn đang viết về gọi là kinh nguyệt đi chẳng hạn, thì bạn không thể nói rằng là kinh nguyệt của phụ nữ á, thường á, vào 60 ngày, bạn không thể nói như vậy được, bởi vì phát của Google đa phần nó sẽ tới 28 ngày, và nếu bạn 60 ngày chắc là bạn đã viết một bài về chậm kinh, hay là những bạn nữ gọi là chậm kinh, trễ kinh đi thì mình không nói. Nhưng mà nếu bạn muốn rank top từ khóa kinh nguyệt hay là chu kỳ kinh nguyệt thì bạn phải làm viết trong nội dung đó, thường phụ nữ 60 ngày mới có kinh được. Bạn không thể nào nói như vậy được. Thì á, làm sao để Google nó phát hiện được những điều này? Nó dễ hơn thì nó có một cái gọi là xích sàng là biết thông tin về điều đó, là trang web hạt giống. Thì Google á, nó cào hết toàn bộ trên các cái website trên internet trên thế giới mà, nên lúc này á, để biết được rằng nội dung thông tin nào nó có uy tín hay không á, nó sẽ chọn cho bên bản thân của nó có tiêu chí nó chọn, nhưng mà nó sẽ chọn những trang web gọi hạt giống, trang web gọi là bắt đầu á, cũng là những trang web á mà nó cực kỳ uy tín, gọi là tin tưởng, độ đáng tin cậy cực kỳ cao trong cái chủ đề đó. Ví dụ như kinh nguyệt đi, thì nó sẽ chọn những website về mặt sức khỏe nói chung, hoặc là đôi khi về kinh nguyệt nó riêng luôn, là sẽ chọn những website, nhiều website nha, chứ không phải là một website, những website rất là nhiều website đó mà Google tin tưởng là có độ đáng tin cậy cực kỳ cao. Thì còn bây giờ nó thả bot, nó scan qua, nó coi rằng đó là nội dung nào á nó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, và thứ hai nữa nội dung nào á mà nó biết chính xác thì chắc luôn, thì nó sẽ lưu trữ trong database của nó, bảo rằng đây là dữ liệu fact. Và bây giờ khi mà nội dung bạn viết bài public lên á, mà nó đối chiếu phải á, nó không giống được á, thì coi như website bạn không lên top được đâu. Thành ra cái dù bạn bắt lên nhiều nào, tôi còn bài chi tiết là sao, có sao bạn UI đẹp như thế nào, nhưng mà bạn biết là bệnh lý, mà biết sai triệu chứng á, thì nó không thể cho bạn lên top được. Thành ra bởi vì điều này Google nó cũng hướng tới người dùng, mà người Google mới thế nào cung cấp size là được, mà phải hiểu cho nó, và tất nhiên rằng là bạn cũng không nên làm như vậy về mặt người dùng nữa. Thì thật ra hãy kiểm tra lại cực kỳ chi tiết, giúp cho mình những cái lĩnh vực nào á mà bạn cần biết sai một ly hơn, là coi như đi một chặp luôn rồi website, cái bài viết đó bạn không thể lên top được. Đó là ba sai lầm mà mình thường hay gặp phải á khi mà bạn làm về mặt SEO. Rồi, cảm ơn bạn đã lắng nghe, hy vọng rằng